giờ anh cũng tay đây. Nói chung là mình trải qua nhiều giai đoạn với nhau, vui có, buồn có. Và tự nhiên cảm ơn em đã luôn bên cạnh anh. Và trong cái thời điểm này, anh nghĩ anh đã có đủ khả năng và đủ trách nhiệm. Và anh nghĩ là nếu như mà em không là vợ của anh, cũng không là ai hết. Nói chung là cho phép anh được làm chồng em.